Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh DNN Sport. Hôm nay mình điểm tin cái lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn cái lịch thi đấu vòng chung kết ASEAN Cup diễn ra tại United Emirates UAE từ ngày 5 tháng 1 tới ngày 1 tháng 2 2019. Sau nhiều năm, đội tuyển Việt Nam lại được dự vòng chung kết ASEAN Cup. Kể từ năm 2007, Việt Nam cùng Indo, Malaysia và Thái Lan góp mặt với tư cách là 4 đội chủ nhà ở vô chung kết ASEAN Cup 2019 diễn ra tại UAE. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng 3 đội bóng Tây Á gồm Iraq, Iran và Yemen. Đây là ba đội bóng mạnh, song cái duyên với các cầu thủ Tây Á là cơ sở để đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có quyền hy vọng sẽ tạo ra bất ngờ. Sau đây mình đọc qua cái lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Ngày 8 tháng 1 là tuyển Việt Nam sẽ gặp đội Iraq lúc 20:30. Đến ngày 11 tháng 1 lúc 18 giờ tuyển Việt Nam sẽ gặp Iran. Đến 16 tháng 1 2019 23 giờ tuyển Việt Nam sẽ gặp Yemen. Vào ngày 5 tháng 1 thì 23 giờ UAE sẽ gặp Bahrain. Và tiếp theo là lúc 18 giờ đội Australia sẽ gặp Jordan. Và 20:30 Thái Lan sẽ gặp Ấn Độ, 23:00 Syria gặp Palestine, và 18:00 thì Trung Quốc sẽ gặp Kyrgyzstan. Qua ngày 7 tháng 1 thì lúc 20:30 Hàn Quốc sẽ gặp Philippines. Cũng ngày 7 tháng 1 23:00 đội Iran sẽ gặp Yemen. Bước qua ngày 8 thì Việt Nam mình thi đấu với các bạn. Qua ngày 9 tháng 1 lúc 18:00 thì Nhật Bản sẽ gặp Uzbekistan, và 20:30 Uzbekistan sẽ gặp Oman. Lúc 9 tháng 1 2019 lúc 18:00 là Nhật Bản sẽ gặp Kyrgyzstan. Lúc 20:30 thì Uzbekistan sẽ gặp Oman, và 23:00 Qatar sẽ gặp Uban. Cái đội Uban này đội mới các bạn, đội hơi thấy lạ. Lượt trận thứ hai thì lúc vào ngày 10 tháng 1 lúc 18:00 thì Bahrain sẽ gặp Thái Lan, và 20:30 Jordan gặp Syria. Và qua ngày 11 tháng 1 18:00 Palestine gặp đội Australia, và 23:00 Kyrgyzstan sẽ gặp Hàn Quốc. Qua ngày 12 tháng 1 thì Việt Nam gặp Iran nè các bạn. Đó, và đính kèm theo danh sách lượt thứ ba. Rồi tới vòng 1/8 thì ngày 20 tháng 1 lúc 18:00 thì nhất bảng A sẽ gặp thứ ba tốt nhất ở bảng ACD, nhì bảng A sẽ gặp nhì bảng C. 21 ngày 21 tháng 1 lúc 0:00 thì nhất bảng D sẽ gặp thứ ba tốt nhất ở bảng BEF. Lúc 18:00 ngày 21 tháng 1 nhất bảng F sẽ gặp nhì bảng E, và 21:00 ngày 21 tháng 1 nhì bảng B sẽ gặp nhì bảng E, và 0:00 ngày 22 tháng 1 thì nhất bảng A sẽ thứ ba tốt nhất bảng CDF. Lúc đó thì 20:00 thì nhất bảng C sẽ đội thứ ba tốt nhất ở ABF. Lúc 23:00 ngày 22 tháng 1 nhất bảng E sẽ gặp nhì bảng D, và tới tứ kết thì vào ngày 24 tháng 1 và ngày 25 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 thì đá bán kết tới ngày 29, và chung kết thì lúc đó là 1 tháng 2 các bạn. Lúc 21:00 thắng bán kết 1 sẽ gặp thắng bán kết 2 chung kết. Và sau đây danh sách các trận đấu của vô chung kết ASEAN Cup 2019. Để gác lại video tin tức lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vô chung kết ASEAN Cup 2019 đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn video tiếp theo. Trân trọng kính chào tạm biệt. Bye bye.